Đây không phải là một tiêu chí cực đoan cho một đỉnh cao nào đó, mà nó là một hiện trạng bạn cần phải đối mặt để đạt đến đỉnh cao. Bởi vì nếu bạn không thấm đời trong nỗi cô đơn, tinh hoa của bạn sẽ khó phát huy. Ví dụ, trong khi người ta nghĩ cô đơn là thất bại, là sự thảm hại nên mới không có ai thèm chơi với bạn. Còn với bạn, sự cô đơn giúp bạn tỉnh táo, tinh thông giữa dòng đời giản biến. Để rồi mỗi lời bạn thốt ra, mỗi hành động bạn làm đều khiến cho dân tình ngã mũ. Bởi vì bạn không chạy theo xu hướng mà bạn muốn thành công theo cách riêng của mình. Khi người khác thành công bằng những buổi tiệc xa xỉ, các mối quan hệ hào nhoáng để lấy le thiên hạ, còn bạn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện tào lao mía lao, thà quen một người cho đáng còn hơn quen trăm người mà cán ngán đường đi. Bởi vì khi bạn cô đơn, bạn có thể đạt được ba đỉnh cao hàng đầu dành cho người xuất chúng. 1. Sức mạnh sinh tồn mạnh mẽ hơn người thường. 2. Từ một góc nhỏ bé mà có thể đọc hiểu tiên lượng tầm nhìn vượt xuyên không gian và thời gian. 3. Cô đơn không thấy anh hùng, đến khi tái xuất điệp trùng vinh quang.